chào anh em, VTR đây. Thì hôm nay trên bàn làm việc của mình sẽ là một cái tủ điều khiển cho động cơ một pha. Thì cái tủ điều khiển này nó sẽ có công suất là từ vài trăm watt lên đến 2 kW là tối đa. Trước tiên là về cái thiết kế bên ngoài, thì cái tủ này đang thiết kế với cái kích thước là 30 x 20 x 15, với cái chiều dài đây là 30 và chiều rộng đây là 20 cm, và chiều sâu nó sẽ rơi vào 15 cm. Và bên ngoài nó thì mình có thiết kế gồm có một công tắc gạt này, một đèn báo pha này. Thì cái đèn báo pha này nó chỉ hoạt động khi nào, khi mà cái tủ này nó cấp điện cho động cơ một pha. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần bên trong của nó. Thì bên trong cái tủ này thì nó gồm có một automat một pha, con này là automat chống giật. Nó có cái tác dụng là trong cái quá trình mà khi mà vận hành ấy, nếu không may cái điện nó có dò ra cái vỏ motor hoặc là nó có bị nhiễm ra ngoài, thì con automat chống giật này nó sẽ hoạt động đầu tiên. Cái thứ hai là nó có một cái dơ le an toàn. Cái dơ le an toàn này nó nhằm cái mục đích là, tức là nó cấp cái nguồn vào 220, và cái nguồn tín hiệu ra để điều khiển cho các phao sẽ là nguồn điện 12V DC một khởi động từ. Còn ở phía dưới này thì mình đã cấp ra một cái chân cầu đấu gồm có 6 chân. Thì trong đó thì anh em cũng có thể lưu ý là hai cái dây màu xanh ở đây là hai chân cấp ra cho động cơ một pha. Ngoài ra thì nó sẽ có hai cái dây phao. Dây phao ở chính giữa đây là dây phao cho bể nước ngầm, và dây phao bên này là dây phao cho bể nước ở phía trên. Thì đối với cái tủ điều khiển này, nó có thể là phát hiện ra được trường hợp mà không may cái bể ngầm nó bị cạn nước thì nó sẽ cắt điện luôn. Quay lại trên đây một chút này, thì với cái dơ le an toàn này thì nó sẽ có 3 đèn báo, trong đó một đèn báo nguồn, tức là khi mà cấp nguồn vào thì cái đèn báo ở đây nó sẽ báo sáng, và phao trên và phao dưới nó sẽ tương ứng với các cầu đấu dưới này. Khi mà phao trên nó hoạt động sáng đèn ở đây, và phao dưới nó cũng sẽ tương tự, khi mà nó hoạt động thì cái phao dưới nó cũng sẽ báo sáng, giúp người sử dụng người ta có thể là phát hiện ra là nó đang ở trạng thái nó như thế nào. Cái nguyên tắc hoạt động ấy, thì khi mà thiết kế cái tủ này thì mình đã cố tình là mình để thiết kế ra ở hai cái trạng thái bằng tay và trạng thái auto. Thì đối với cái trạng thái bằng tay ấy, thì khi anh em muốn cho cái động cơ nó hoạt động bất kể một cái thời gian nào thì anh em chỉ việc gạt cái công tắc sang bên tay trái, thì lập tức lúc này thì điện nó sẽ cấp nguồn cho cái động cơ một pha. Thì lúc này động cơ một pha nó sẽ hoạt động mà không cần phải thông qua pha hoặc là dây tín hiệu nào cả, thì lúc này cái đèn nó sẽ báo sáng nhé. Đấy là trong cái trường hợp mình dùng bằng tay. Còn trong cái trường hợp auto thì như thế nào? Trong cái trường hợp auto thì anh em phải gạt cái công tắc này về vị trí chính giữa đấy, và kết nối các dây phao ở đây. Thì nguồn điện cấp vào cho con dơ le an toàn này sẽ là nguồn 220, nhưng mà nguồn tín hiệu ra sẽ là 12V DC. Thì nó sẽ cấp cho hai dây phao trên và phao dưới cho bể nước ngầm và bể nước ở phía trên. Thì không may hai cái dây phao này nếu mà trong cái quá trình mà mình làm lâu ngày ấy, hoặc là nắng mưa có thể là chuột nó cắn, thì khi mà nó bị hở ra thì kể cả không may con người có chạm phải ấy, thì nó cũng sẽ không gây giật, không gây nguy hiểm chết người. Và kể cả mình có chạm vào nó cũng sẽ không việc gì. Đấy là mục đích là mình sử dụng cái phao an toàn. Thì trước đây nếu mà không có con này ấy, thì mình sẽ cấp nguồn nguội hoặc nguồn lửa trực tiếp để điều khiển thông qua cái dây phao ở phía trên hoặc phía dưới. Thì nếu mà sử dụng cái nguồn điện 220 trực tiếp như vậy thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Và cái mạch ở đây thì mình chỉ dùng gián tiếp để mình điều khiển con contactor ở đây, thì nó sẽ tăng được cái độ bền của cái tủ này lên. Nó không phải sử dụng cái nguồn điện trực tiếp để đóng mở cái động cơ, mà mình sẽ dùng cái nguồn gián tiếp mình điều khiển contactor. Mục đích là mình tăng cái độ bền lên, và hai là mình tăng cái công suất của nó lên. Cái video của mình chắc sẽ kết thúc tại đây. Nếu anh em còn thắc mắc như mà cần đóng góp ý kiến gì về cái sản phẩm này thì có thể là comment xuống phía dưới của cái video này để cho mình được biết. Rồi, chào anh em nhé.